Audio Jungle. Chào bà con, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái vấn đề đó là bơ búp nó đang ra hoa mà nó ra luôn cả đọt. Thì cái vấn đề này bà con chúng ta đều chưa ai rõ được cái vấn đề khi mà ra hoa nó không được đậu trái. Thì clip này mình quay bà con xem, phân tích cho bà con xem từng những cái ngọn của cái bơ búp và những cái bơ ghép hoặc bơ 034 hoặc là bơ Ripper Mingerton. Thì tất cả cái bơ chúng ta đều để ý á, đây như ở trên thực tế mình quay bà con xem nè, cái bơ này á nó ra hoa này, nó ra luôn cả đọt non nè, đó con xem đi, toàn bộ cái bơ này ra hết á. Thì bà con chúng ta không có rõ được cái nguyên nhân phát đọt non và cách xử lý như thế nào, thì clip này mình nói bà con á, thì trước khi ra hoa á, thì bà con nên phun cho mình một lần, một đến hai lần thuốc chặn đọt để tránh tình trạng khi mà ra hoa phát đọt như những cây mình quay bà con xem á. Nếu mà ra hoa mà phát đọt như thế này thì mình khẳng định hầu như là 80% là hoa không thể đậu được, vì dinh dưỡng nó tập trung nuôi vào đọt non hết, thì lúc đó là hoa chúng ta khả năng thụ phấn rồi đó, thì rất là kém và thành phần chất dinh dưỡng đó, rất là ít nên sẽ rụng hết. Thì mình khuyên bà con lại là chúng ta phải phun thuốc chặn đọt và cái chế độ bón phân bà con phải hợp lý một xíu nha. Khi mà thu hoạch xong thì bà con có thể bón đạm lăng kali tỷ lệ 161 và 133, đó là hai cái tỷ lệ mình nói bà con. Mà khi trong giai đoạn mà xiết nước thì bà con ngưng bón phân cho mình nha, nhưng tất cả mà bà con phun chặn đọt cho mình luôn đi một lần, một đến hai lần á. Cái này là phun để cho cái an toàn cho bà con, để tránh dạng rơi vào những cái cây như ở trên clip này mình quay bà con xem, để nó rụng hết hoa rồi bà con không có năng sức. Thì tùy vào vùng và từng vào khí hậu của những nơi mà chúng ta có những cái phương pháp xử lý ra hoa cho nó hiệu quả và hợp lý. Thì về cái vấn đề mà ra hoa đậu quả thì bất cứ cái bơ nào á, nếu bà con để theo tự nhiên thì nó vẫn ra hoa. Từ khi bà con chăm sóc quá mức, có nghĩa là nhiều cái bơ nó từ 5-6 năm nó không ra hoa luôn mà nó rất là xanh tốt mịt màu, thì cái đó bà con nên xem lại quá trình đó là bón phân, tỉa cành, tạo tán là cái phần quan trọng, đó là giống bà con có đúng hay không. Còn hầu như ở khí hậu ở Tây Nguyên, Đắk Lắk chúng ta thì cái bơ nào cũng đến thời vụ nó ra hoa hết, nó ra hoa rất là nhiều, rất là sum xê. Thì bà con ai nghĩ là năm nay chắc thu được một cây phải là 2-3 tạ hay là 5-6 tấn gì đó, ai cũng nghĩ thầm trong bụng hết, nhưng ngược lại nó đâu có đậu hoa, đâu có đậu trái bà con xem đâu. Nên cái vấn đề ra hoa thì bà con đừng có vui mừng sớm, nhưng bà con hãy vui mừng cái lúc mà xử lý nó đậu trái, làm sao nó không rụng. Và cái vấn đề bò xít cái chích thì nên mình nói bà con ở clip này là cái vấn đề phát đọt non, nên bà con xem lại cái chế độ bón phân của mình nó phù hợp chưa. Cái thứ hai là vấn đề xịt thuốc chặn đọt và một cái là kích hoa. Thì vấn đề theo mình, quan điểm của mình á, thì bà con nên để tự nhiên, chúng ta chỉ can thiệp về thuốc vào lúc giai đoạn mà hoa nở và hoa xả nhụy đậu trái nhỏ bằng chiếc đũa thì chúng ta nên can thiệp. Chúng ta không nên ép cây ra hoa quá nhiều hoặc dùng thuốc quá nhiều. Thứ nhất là nó hại cây, cái thứ hai nữa là cái bơ mình nó sẽ không theo được cái sinh lý giống như mọi khi chúng ta theo thời tiết. Thì cơ bản á, mình nghĩ á, cái bơ theo thời vụ, theo thời tiết chắc chắn nó sẽ ra hoa, tự nhiên nó sẽ ra hoa. Đó là với cây bơ mà chúng ta không chăm sóc phân bón quá mức để nó phát đọt mà nó không ra hoa đó. Đó là mình chia sẻ bà con nha. Thì quay lại cái vấn đề đó là phát đọt non này á, thì mình sẽ quay bà con xem một số cây bơ nữa. Toàn là những cây bơ nó vừa ra hoa vừa phát đọt, thì những cây bơ này lúc xả nhụy nó không đậu trái nào luôn. Vì thực tế mình đã nói bà con là nó phát đọt nó sẽ không đậu. Cái đó là cái điều cơ bản nhất mà con ta biết. Thì cái giai đoạn mà ra hoa thì một số bà con chúng ta kêu là có nên phun thuốc hay không, thì mình cũng chia sẻ bà con là tùy vào trường hợp nha. Nếu mà thời tiết nó thuận lợi, nắng đẹp á, thì bà con không cần phun thuốc đâu, bà con cứ để tự nhiên đi. Và bà con lưu ý rằng nếu một số bà con chúng ta muốn hoa nở, chúng ta xiết nước trong vòng 1 đến 2 tháng á, thì rơi vào tháng 1 âm lịch á, hoặc là tháng 2 dương lịch á, thì bà con vừa tưới sơ độ ẩm từ 60 đến 75%, không nên tưới đậm quá mà không nên để cho đất nó khô quá, để tránh tình trạng khi hoa nó nở ra nó gây hai hiện tượng. Thứ nhất là thiếu nước cũng sẽ rụng, mà thừa nước nhiều quá thì cây nó cũng sẽ rụng hoa. Nhưng mà con tưới sơ nhẹ qua đủ độ ẩm thôi để cho cây chúng ta không tránh tình trạng thiếu nước hay là thừa nước quá,
thì lúc đó khả năng mà đậu hoa sẽ rất là cao. Và gặp thời tiết mưa hay là sương muối như mọi năm á, như 2016 á, ở Buôn Hồ Đắk Lắk á, thì bà con chúng ta bị rụng hoa rất là nhiều. Nên cái đó mình chia sẻ lại bà con á, khi cái đó bà con có thể can thiệp thuốc, có thể làm ta phun canxi, phun bạc, nano bạc, đó là để nấm khuẩn, chứ là không nên phun nano bạc đồng nha, vì trong đó có lượng đồng nó cao sẽ gây hiện tượng rụng hoa hết. Đó là cái trường hợp mà mưa, khi mà mưa bà con nào có thắc mắc gì á thì bà con có thể điện cho mình liền, xử lý liền luôn nha. Chứ con chậm trễ trong một thời gian á thì lúc đó nấm khuẩn nó gây hại xâm nhập vào hoa á, thì nó gây cái hiện tượng là hoa chúng ta rụng đi, cành rời, trái sẽ bị rụng hết. Thì đó là những cái quan điểm của mình chia sẻ bà con khi bà con chúng ta bơ chúng ta ra hoa đậu trái. Đó là với dòng bơ ghép nha. Chứ còn đối với bơ thường thì hầu như mình khẳng định đó là 70 đến 80% là tất cả cái bơ thường nó đậu hết. Thì bơ thường nó rất là dễ, còn cái bơ ghép chúng ta nó rất là khó. Nó khó ở nhiều mặt lắm. Thứ nhất là thời kỳ ra hoa đậu trái. Cái thứ hai nữa là trái nó bị xì, bị nứt. Đó là những cái vấn đề mà mình chia sẻ với con ở clip này, clip mà khi bơ búp ra hoa mà phát đọt non. Còn ở những clip khác mình sẽ chia sẻ từ từ cho bà con, ở giai điểm mà thời tiết nó mưa, nó không thuận lợi á, thì mình sẽ hướng dẫn riêng cho bà con. Ví dụ như giờ hiện tại đang là Noel, ngày 21 tháng 12 này á, thì ở khí hậu hầu như là năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta á, có hiện tượng là sương nhiều nè, rồi mưa phùn. Thì cái đó mình sẽ nói bà con riêng, sẽ có mình sẽ qua những clip mà khắc phục tại nhà. Ví dụ như bà con chúng ta có một hai cây bơ á, mà mưa sương muối xuống á, có thể gây rụng hoa, bà con không có thể phun thuốc được hay không biết thuốc gì để phun á, thì bà con có thể dùng bạc mylon. Thì ở clip tiếp theo, những ngày tiếp theo mình sẽ quay cho bà con xem về cái clip đó là dùng bạc mylon chúng ta che cho cây bơ búp để nó đậu hoa và xạ nhị thụ phấn nó hiệu quả cao hơn. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, thì clip này mình quay để nhắc nhở bà con ai rơi vào trường hợp này á, hạt chưa rơi á, thì bà con nên xử lý tình trạng mình hướng dẫn là phun thuốc chặn đọt trước khi hoa nở, và sau khi xiết nước thời gian là 1 đến 2 tháng á, bà con tưới nước vào hoa nó nở, thì lúc đó chúng ta sẽ có những biện pháp riêng để khắc phục cho tình trạng cho hoa nó đậu và đạt hiệu quả cao. Xin cảm ơn con ạ.